Hello, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại giờ mình đang đứng ở chỗ tượng Phật nằm các bạn, gần điện chư thần các bạn. Mình sang qua điện chư thần mình cúng xong, rồi mình sẽ lên cái đỉnh nơi thờ có ba vị Phật các bạn. Mình sẽ sang qua đó mà mình sẽ lên cái đỉnh đó, mình sẽ cúng ở trên đó nghe các bạn. Mời các bạn đi nha. Mình sẽ đi lên đó đó các bạn. Đây cái hình tượng là các bạn có nhận ra không? Nhìn kỹ là ông tượng nha các bạn. Có hai cái ngà, cái vòi đấy. Hai cái lỗ tai hai bên. Nhìn kỹ mới nhận ra được nha các bạn. Mình sẽ lên tiếp tục các bạn. Mình đã lên đây các bạn. Mình đã lên tới đây rồi các bạn. Chỗ đó là chỗ thờ Tam Bảo đó các bạn. Thờ Cửu Quyền. Nơi chỗ đó ngay chỗ cái miếu đó đó các bạn. Còn bên đây là thuyền Bát Nhã các bạn ơi. Này là thuyền Bát Nhã các bạn. Trái này mình không biết trái gì luôn các bạn ơi. Ở đây mình để mình cúng cái nha các bạn. Mình ngưng ạ. Nam mô nhị nguyện cầu của quyền thất tổ tịnh độ siêu siêu sanh. Nam mô tam bảo. Mình ở bên đây mình sẽ quay được toàn cái cảnh hướng bên đây luôn nè các bạn. Trên đây mình sẽ quay xuống. Mình quay chậm chậm cho các bạn xem nha. Một chút nữa mình rút lại một cái nữa cho nó gần lại cho các bạn. Đó. Rồi mình rút lại nha các bạn. Giấc này sương mù còn quá trời các bạn ơi. Giờ này mà sương mù mờ mịt hết trơn. Ôi ôi. Đó. Lên trên đây là cao lắm các bạn, mình rọi xuống là như vậy đó. Rồi, mình đi sang qua điện chư thần các bạn. Đi qua hẻm này nè, chỗ cái quán này là ngay đây là điện chư thần nè. Đây là điện chư thần. Đây là điện chư thần các bạn. Đoàn người ta đang cúng đông quá các bạn. Mình chờ cái đoàn nó cúng xong mình tới mình mới vô cúng được các bạn. Giờ mình ngồi đây mình chờ. Cái chen vô đông không được. Đây là điện chư thần các bạn. Trên đó có một vị linh căn đang nói gì với trong gia đạo ta các bạn. Mình thấy múa máy quá mình cũng không có tiếp cận. Mình chỉ nói sơ cho các bạn thấy thôi.
khách dắt này đi đến dắt này cũng 12 giờ đó các bạn. Giờ này 12 giờ mình vẫn còn ở trên đây. Tiếp tục mình đi các bạn, đi qua bên kia. Tiếp tục mình đi qua đây nha các bạn. Nhìn cảnh ở đây đẹp lắm các bạn ơi. Mình đi qua đây là mình leo lên cái cầu thang, lên cái đỉnh. Nơi thờ có ba vị Phật trên đó đó các bạn. Đi qua các bạn ơi. Ở dưới đó có cái ngôi chùa hay cái miếu gì nữa đó các bạn ơi. Để coi mình lên đây trước đi. Bạn nhìn kỹ tảng đá này, chim cho tảng đá này kê lên. Mình sẽ lên cầu thang này nha các bạn. Lên cầu thang này. Cao lắm các bạn. Rất cao. Mình sẽ đi lên. Có khách cúng lên đây nè các bạn. Nam mô. Đây mình lên đến đỉnh nè các bạn. Trên đây có chỗ để cúng thờ Đức Phật Thích Ca, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Ở trên đỉnh núi Két đó nha các bạn. Mình sẽ quay toàn cảnh xuống. Ở dưới đó là nguyên một cái thành phố đó các bạn. Ở trên đây cao lắm, so dòm xuống dưới là cao lắm nha các bạn. Nguyên cái thành phố lớn ở khu du lịch đó các bạn. Là vậy đó, đông như thế. Nhà đặc sệt. Mình vừa ở trên này đi xuống nè các bạn, trên đỉnh xuống. Nãy mình leo lên trên đỉnh đó đó các bạn. Đây có ghế, có băng đồ ngồi. Mát. Trước nè các bạn. Cây sống đời các bạn ơi. Quá chừng nhiều luôn. Và cây thanh long. Không biết có trái không nha các bạn. Nhiều lắm. Hiện tại giờ thì giờ không thấy trái. Đây. Mình quay kỹ cho các bạn xem nha. À, đây có một chỗ chui qua đây nữa nè các bạn. Mình không biết qua đây làm cái gì. Mình không thấy thờ cúng. Không biết có thờ cúng bên đây không, các vị nào không mình không biết. Con xin phép nha, con quay phim đăng cho các bạn. Trong đó có cái hang các bạn ơi. Ở đây nhiều cái gì, cái khe đá lạ lạ lắm. Đó. Họ sâu ở trong đó hay không? Sâu lắm mình không xuống được. Phía trước mặt mình, chỗ này mình đi xuống nãy, bên đây là nhà thờ Đức Thầy các bạn. Bên đây là nơi thờ Đức Thầy.
du khách có thể đến đây cúng giếng và có nơi nằm nghỉ. Đó. Đây là nơi nhà thờ của Đức Thầy. Có chưa? Có. Con ở đâu? Dạ, con ở ở Bình Thuận á, Liên ở Bình Thuận á. Dạ. Xa vậy ta? Mắc bị ngược lại hả? Dạ rồi. Trời ơi. Lúc này phải có Lữ Lam chú làm cho con. Lữ Lam miếng chanh. Đâu người nhà con đâu? Dạ, người nhà con cũng bên kia. Dạ hả? Tưởng đâu có đây chú chỉ về làm. Làm cái mắt luôn à. Để con nó nhảy qua nhảy lại hoài biết không. Ừ. Tiếp tục mình đi qua đây nữa các bạn ơi. Qua đây cái nữa là mình đi xuống núi đó. Nhàn thanh tìm kiếm nơi tâm Phật. Phủ ngay chua hải quán tàn. Còn qua đây nữa nè các bạn. Đi theo Phật mới làm gì? Không có. Cảnh đây tay. Đẹp ghê không? Vậy là đi bên đó xuống. Ờ, nãy ta đi bên đó xuống. Lên đây chứ. Mình lên đây đi. Đi chưa được. Ồ. Còn đây nữa các bạn. À. Bên đây nè, đi đường này cũng được. Ờ. Đây cũng được. Đây là Điện Ngọc Hoàng Thượng Đế nha các bạn. Mình cũng tới đây lần thứ hai mà này lần này mình mới biết các bạn. Trong đây có một cái hàng các bạn. Để mình rút ra. Sâu lắm các bạn. Anh chị xuống ha. Dạ. Trên đó hả? Mình đi lên Điện Ngọc Hoàng các bạn. Ở đây là Điện Ngọc Hoàng ở núi Két các bạn. Mình cũng vừa cúng xong. Mình các bạn biết không, năm ngoái mình đi nhưng mà mình thật sự mình cũng không biết ở đây các bạn. Hôm nay mình đi mình biết thêm ở trên đây là có thêm được 3 chỗ nữa các bạn. Đây là Điện Ngọc Hoàng Đại Đế và chỗ thờ Đức Thầy nữa các bạn. Các bạn để mình quay lại cho các bạn xem nha. Ở đây mát lắm các bạn. Không khí thanh tịnh. Đây có cây tượng của cha. Cha Ngọc Hoàng. Cha Ngọc Hoàng và Phật Tổ. Ở đây cái tên thì để như vậy nè các bạn. Mình đi lần này lần thứ hai mình mới được biết ở đây các bạn. Đó, các bạn đi thì hãy đi quẹo qua đây một chút là ghé bên đây nè nghe các bạn. Để nhiều khi mình đi tới chỗ cái quán ăn đó rồi cái chỗ điện chư thần cái mình không biết, mình không có quẹo qua đây. Các bạn đi là các bạn phải nhớ quẹo qua đây. Thank you.
mình cúng trên điện Ngọc Hoàng cha xong rồi các bạn. Mình xin phép các bạn mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Video hơi dài rồi. Các bạn đón xem video mới của mình, nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình nha các bạn. Mình xin chào các bạn nha. Tạm biệt.